Hôn nhân là một sự kiện trọng đại của đời người, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong đời. Khi nhắc đến đám cưới, ai ai cũng cảm nhận được niềm vui hạnh phúc. Dù là anh em họ hàng, bạn bè người quen hay chỉ là vô tình biết đến cũng hân hoan chia sẻ. Tuy nhiên, để lễ cưới trọn vẹn và ý nghĩa thì công việc chuẩn bị ngày cưới luôn đòi hỏi các cặp cô dâu chú rể phải chuẩn bị từ trước, như chọn váy cưới như thế nào để phù hợp với dốc dáng cô dâu, với không gian bữa tiệc, với trang phục của chú rể luôn là vấn đề khiến các cô dâu chú rể trẻ phải đau đầu. Với xu hướng thời đại phải chờ đến các đơn vị chưa kịp, công ty Phát Hoàng Gia với trên 5 năm kinh nghiệm dịch vụ cưới đã ấp ủ cho ra đời sự kiện thường niên là triển lãm cưới. Sau thành công lần thứ nhất, công ty Phát Hoàng Gia tổ chức triển lãm cưới năm 2016 với chủ đề Rustic Melody, giai điệu mộc mạc. Với quy mô 130 gian hàng là các nhà cung cấp dịch vụ cưới uy tín chuyên nghiệp hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh, sẽ được chính thức diễn ra trong 2 ngày 14-15 tháng 5 2016 tại Trung tâm Tiệc Cưới Hội nghị Melissa, quận Tân Phú. Triển lãm cưới Rustic Melody 2016, giai điệu mộc mạc với quy mô 103 gian hàng là các nhà cung cấp dịch vụ cưới uy tín chuyên nghiệp hàng đầu ở thành phố Hồ Chí Minh, sẽ được chính thức diễn ra trong 2 ngày 14-15 tháng 5 2016. Chương trình bầu cử tự do bắt đầu từ 9 giờ tới 22 giờ hàng ngày. Chương trình do công ty sự kiện Phát Hoàng Gia phối hợp cùng trung tâm tiệc cưới hội nghị Melissa đồng tổ chức. Melissa Center là trung tâm tiệc cưới và hội nghị lớn nhất ở khu vực phía Tây thành phố. Đến thời điểm hiện nay có thể nói rằng là nó là một cái nhà hàng tiệc cưới có quy mô rộng lớn nhất và đẹp nhất, với quy mô là 9 sảnh tiệc, sức chứa tối đa là 3.000 khách cùng một lúc. Vì vậy nên chúng tôi rất tự hào và tự tin mang đến cho khách hàng những dịch vụ cưới tốt nhất, sang trọng nhất. Tại triển lãm lần này thì các cặp đôi có cơ hội tìm hiểu và tham khảo thông tin dịch vụ cưới mới nhất hiện nay để chuẩn bị cho ngày cưới trọng đại của mình. Ngoài ra thì các cặp đôi sẽ được trải nghiệm những phong cách cưới thời thượng nhất, tôn vinh sự mộc mạc, giản dị nhưng rất gần gũi và ấm cúng. Các chuỗi hoạt động diễn ra trong sự kiện như là trình diễn thời trang cưới cao cấp, tư vấn hôn nhân và gia đình, giao lưu với các đối tác cưới uy tín, chương trình thử làm cô dâu, vân vân. Bên cạnh đó thì các cặp đôi khi đến và tham gia chương trình thì đều có cơ hội nhận được nhiều giải thưởng, phần quà có giá trị từ ban tổ chức, như là được tổ chức tiệc cưới miễn phí, điện thoại di động iPhone 6S, album trọn gói cưới cao cấp, nhẫn cưới cao cấp, vân vân. Một nét mới của triển lãm cưới lần này là có sự tham gia của hai đại sứ chương trình, đó là top 5 hoa hậu Việt Nam Phan Thị Mơ và diễn viên điện ảnh Đoàn Thành Tài. Cặp đôi này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ và thú vị cho khách mời khi tham dự chương trình. Hồi trước tới giờ thì Tài nhận được rất là nhiều lời mời tham gia các dự án cho festival, nhưng mà Tài không nhận lời. Tại vì Tài cũng có hơi một cái mê tín là khi mà mình tham gia cái dự án cưới hay là chụp hình cưới thì sẽ mất duyên, cho nên là Tài không có tham gia. Và trong cái dự án lần này thì khi mà được công ty Phát Hoàng Gia mời, Tài thấy đây là một cái dự án tốt, chỉnh chu và có đầu tư, với lại kịch bản cũng rất là dễ thương, nhẹ nhàng. Nó truyền tải tới cho quý vị khán giả một cái thông điệp là nhẹ nhàng, lãng mạn, cho nên là Tài đã quyết định tham gia trong dự án lần này. Và đây là một cái concept theo Tài thì rất là hay. Thời gian vừa qua thì là Mơ cũng nhận được rất là nhiều những lời hỏi thăm từ bạn bè nè. Họ hỏi là sao mà báo chí và truyền thông cứ đưa tin Mơ là chuẩn bị lên xe hoa trong năm 2016 này rồi. Thì thú thật với quý vị khán giả là Mơ chưa lên xe hoa. Đây là tin, đây là lời đính chính của Mơ. Thì chắc là một trong những lý do đó là vừa qua Mơ có nhận lời mời làm đại sứ cho festival cưới năm 2016 này. Thì Mơ sẽ làm đại sứ cho triển lãm năm nay, và hy vọng là triển lãm sẽ mang tới cho các cặp vợ chồng sắp về chung một nhà với nhau sẽ có rất là nhiều những cái lựa chọn cũng như là ý tưởng cho một đám cưới thật là tuyệt vời của mình. Khi mà festival cưới diễn ra thì Tài hy vọng là những cái sản phẩm mà Tài và Phan Thị Mơ thực hiện lần này sẽ truyền tải tới cho quý vị, và quý vị tới đây và có thể lựa chọn được những cái ý tưởng, những concept cưới trong ngày trọng đại của mình, cũng như những cái mẫu trang phục mà Tài mặc, cũng như là những cái bộ váy cưới rất là xinh Phan Thị Mơ khoác lên. Thì hy vọng quý vị tới đây và sẽ lựa chọn được và sẽ có
có những cái ý tưởng thật là lạ, thật là mới để dành cho một cái ngày trọng đại của mình. Trong festival năm 2016, ngày 14-15 sắp tới thì là Mơ vinh dự được mặc và trình diễn bộ áo cưới có thể nói là đẹp nhất của ban tổ chức. Đó là một niềm vinh dự của Mơ, và bên cạnh đó cũng rất là nhiều những cái bộ áo cưới rất là đẹp, rất là lộng lẫy, và Mơ tin chắc là các bạn trẻ, các bạn đang có ý định làm đám cưới, có ý định tuyển chọn những bộ đồ đẹp cho ngày trọng đại của mình thì sẽ có những ý tưởng thật là tuyệt vời trong festival cưới sắp tới. Đến với cái festival cưới 2016 này, lần này chúng tôi dự kiến sẽ mang đến cho khách hàng rất là nhiều chương trình ưu đãi đặc sắc và hấp dẫn. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là nhằm tạo điều kiện để khách hàng được trải nghiệm, được sử dụng những dịch vụ tốt nhất tại Melissa Center. Chương trình hy vọng sẽ để lại những ấn tượng mạnh và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người bằng sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức và thực hiện. Để giúp cho các bạn có thêm nhiều thông tin về festival cưới này, để có cho mình thật là nhiều ý tưởng và sự chọn lựa, thì Mơ nghĩ là các bạn hãy cập nhật trang thông tin cá nhân của Mơ, bởi vì ở đó thì Mơ sẽ cập nhật liên tục những hình ảnh nè, cũng như là những thời gian mà festival sẽ diễn ra như thế nào. Christmas Melody 2016 sẽ hứa hẹn để lại ấn tượng mạnh và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người bằng sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức và thực hiện. Các bạn trẻ có ý định cưới sẽ có cơ hội chọn lựa cho mình những dịch vụ cưới uy tín nhất.